Chào mừng quý bạn chị em đến với mục Muối men cho đời phần suy niệm lời Chúa trên trang thông tin của giáo phận Phú Cường. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm Tin mừng của Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Để đây chúng ta cùng lặng nặng ít phút để lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan khi ấy, các chị của Lazaro sai người đến thưa với Chúa Giêsu rằng, Thưa Ngài, người Ngài thương mến đang đau liệt. Nghe vậy, Chúa Giêsu nói, Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để vinh danh Thiên Chúa và để nhờ đó mà con Thiên Chúa được tôn vinh. Chúa Giêsu thương mến Master cùng Maria, em bà và Lazaro. Tuy nhiên, khi nghe tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi sau đó, người bảo các môn đệ, chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin, Chúa Giêsu đến, Master đi đón người, còn Maria vẫn ngồi ở nhà. Mát-ta thưa với Chúa Giêsu: Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ con biết thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Mát-ta thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ." Con có tin điều đó không? Marta đáp: "Thưa thầy, vâng, con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa" đấng phải đến trong thế gian. Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: Các ngươi đã an táng Lazaro ở đâu? Họ đáp: Thưa thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Vậy người Do Thái nói: Kìa, xem ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có vài người trong nhóm họ nói, ông ấy đã mở mắt người mù mà không thể làm cho người này khỏi chết sao? Chúa Giêsu lại xúc động. Người đi đến mộ, mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy lại. Chúa Giêsu bảo, hãy lấy tảng đá đi. Mát-tha là chị người chết nói, thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày. Chúa Giêsu nói, Thầy đã chẳng bảo con rằng, nếu con tin thì con sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta lấy tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhận lời con. Con biết rằng Cha hằng nhận lời con nhưng vì những người đứng chung quanh đây mà con đã nói, để họ tin rằng cha đã sai con. Nói rồi, người kêu lớn tiếng, Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt còn phủ khăn niệm Chúa Giêsu bảo, hãy cởi ra để cho anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm Maria chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, có nhiều kẻ tin vào người. Kinh thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã bước vào những ngày cuối của mùa chay. Phục vụ lời Chúa hôm nay của Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm A giới thiệu cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu đến thăm gia đình chị em Marta và phục sinh Lazaro, người thân yêu của gia đình đã chết và đã được chôn táng bốn ngày. Còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn niềm hạnh phúc mà khi chúng ta mất đi người thân yêu nay được phục sinh? Lắng nghe sứ điệp lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, giữa thời đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới Giáo hội muốn trình bày cho mỗi người chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chính là niềm hy vọng cho những ai đang lo lắng vì dịch bệnh, đang đau khổ vì dịch bệnh và đã có người thân yêu chết vì dịch bệnh. Để rồi chúng ta cùng khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống con người, chúng ta giữa những đau thương của cuộc đời. Trước hết, sứ điệp lời Chúa gợi mời chúng ta xác tín rằng sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng của đời người trong quan niệm của người công giáo chúng ta cuộc sống là sinh ký tử quy sống là gợi chết là về chúng ta sinh ra trong cuộc đời này mỗi người là một sứ vụ một tín thác riêng biệt của chúa được mời gọi cộng tác với chúa được Chúa giao phó một trách nhiệm, một sự tín thác. Trách nhiệm và sự tín thác ấy là chúng ta được ký gửi cho cuộc sống trần thế này để làm cho cuộc sống ngày một đẹp sinh, làm cho thế giới này ngày một hoàn hảo. Thế nhưng, chúng ta thi hành nhiệm vụ cao cả ấy, chúng ta lại phải đối diện với những biết bao thử thách, biết bao gian khó, và nhất là cả cái chết làm cho chúng ta không thể hoàn thành lý tưởng cuộc đời theo ý chúng ta thử thách và gian khó có thể là những nghịch cảnh của cuộc sống có thể là đau khổ của bệnh tật cái chết là dấu chấm cho cuộc đời chúng ta chính cái chết của lazaro là một minh chứng cho quan niệm đời thường của chúng ta. Lazaro không chỉ hoàn tất những dự định của mình khi phải chết. Hơn nữa, cái chết ấy còn làm cho biết bao nhiêu người thân yêu như chị Martha, chị Maria hay bà con hàng xóm và bạn bè phải xót xa đau buồn. Ôi, cuộc đời thật nghiệt ngã, đau thương đó là cái nhìn của chúng ta. Trái lại, nơi Đức Giêsu Thiên Chúa làm người, thì những thử thách, gian khó và cái chết chỉ là những cản trở cho cuộc sống bởi tính yếu đuối và suy thoái của con người do tội lỗi. Tất cả những thứ ấy không phải là điểm cuối của cuộc đời. Vì thế, khi hay tin Lazaro đã chết, thì Chúa Giêsu lại xem sự chết chỉ như là một giấc ngủ. Lazaro, bạn của chúng ta, đang yên giấc. Nói điều ấy, Chúa muốn cho chúng ta biết sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng, không phải là kết cục chung cuộc của đời con người. Chết chỉ là điểm dừng để đổi đưa chúng ta đi vào một cuộc sống mới, tràn chứa niềm vui và hạnh phúc. Do đó, khi phục sinh Lazaro sống lại, Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho chúng ta quyền năng vô hạn của Thiên Chúa trên sự chết. Qua sự phục sinh Lazaro hôm nay, Chúa hướng mỗi người chúng ta đến mầu nhiệm vượt qua của Chúa sẽ thiết lập sau này. Từ cõi chết, Chúa sẽ bước vào cõi sống trong ánh sáng phục sinh vinh hiển vì Chúa là sự sống lại và là sự sống. Cho hết mọi người tin vào Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta đọc được qua sứ điệp lời Chúa hôm nay là hãy tín thác vào Chúa trong những thử thách của cuộc sống. Tính đến ngày 26 tháng 3, toàn thế giới có hơn 400.000 trường hợp dương tính với nCoV khoảng 18.000 ca đã tử vong. Riêng tại Việt Nam chúng ta, số người nhiễm bệnh đã lên đến con số 148 người. Tuy nhiên, chưa có người nào tử vong. Trong tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng nhanh như thế, toàn thể cộng đồng xã hội rất lo lắng và ra sức chung tay phòng chống và trận đứng dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận rằng vẫn còn đó biết bao nỗi lo âu sợ hãi và khổ đau của nhiều người, nhất là của những bệnh nhân bị nhiễm bệnh, của những thân nhân, bạn bè của những người bệnh nhân đã qua đời. Là những người con của Chúa trước những thử thách lo âu của dịch bệnh COVID-19. Chúa mời gọi chúng ta tín thác vào Chúa như chị Mát-ta hôm nay. Lạy thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Chị Mát-ta tin vào Chúa là đấng đem lại niềm an ủi và hạnh phúc cho con người. Vì Chúa là đấng cứu độ mà Thiên Chúa Cha sai đến. Vì thế, chị đã ra thiết kêu xin Chúa. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa người sẽ ban cho thầy. Chính lòng tin mãnh liệt và tha thiết ấy mà Chúa đã thương nhận lời chị. Chúa đã phục sinh Lazaro, chào Lazaro lại cho gia đình chị Marta và Maria. Như thế, giữa những thử thách mà chúng ta đang đón chịu, một lần nữa sứ điệp lời Chúa lại vang lên và mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Chúa hãy kêu xin chúa thương ban cho chúng ta cuộc sống bình an và tránh được sự lây nhiễm của dịch bệnh và đối diện với các bệnh nhân chúng ta hãy tha thiết cầu xin chúa chữa lành dịch bệnh để họ tìm lại niềm vui và sự bình an và nhất là đối với những người đã qua đời chúng ta hãy khẩn khoản nài xin lòng thương xót của chúa đón nhận linh hồn họ vào hưởng niềm vui với Chúa nơi thiên quốc. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào tình thương của Chúa. Xin Chúa phục sinh lòng tin của chúng con giữa những thử thách của cuộc đời. Amen.